nghệ sĩ cải lương Vũ Luân nhập viện. Sau khi rời sàn tập tại rạp Thủ đô đường Châu Văn Liêm, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Vũ Luân vừa về nhà và đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Trãi vì ngộ độc thức ăn. Vừa qua, phóng viên có mặt tại khoa nội nhiễm bệnh viện Nguyễn Trãi. Trên giường bệnh, nghệ sĩ Vũ Luân cho biết do anh ăn món lẩu Thái có một số hải sản tươi sống nên bị ngộ độc. Hiện anh đã hồi phục nhưng vẫn phải truyền dịch. Nghệ sĩ Vũ Luân đang trên sàn tập vở Cội Nguồn do tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hòa Hạ cho đoàn 2 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, chuẩn bị tham gia liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Đồng thời anh còn phải tập dượt chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập đoàn cải lương Thắp Sáng Niềm Tin cùng diễn với nghệ sĩ Tú Sương trong vở Sự Án Bàn Quý Phi. Không biết phải nằm điều trị đến bao lâu nữa, tôi nằm đây mà cảm thấy sốt ruột vô cùng. Cùng ngày khi vào bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi biết thêm thông tin nghệ sĩ Thanh Tâm cũng vừa nhập viện sáng nay để giải phẫu ruột thừa. Cô vừa hoàn thành vai diễn Cẩm Nhung, vợ của một sĩ quan chế độ cũ, đã đền tội lỗi bằng chính bi kịch của gia đình mình trong vở Ký ức mùa xuân. Vở diễn đại diện chương trình Làng điệu phương Nam thuộc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh tham dự liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Nghệ sĩ Hoài Vương, chồng của nghệ sĩ Thanh Tâm cho biết, không biết sức khỏe có đảm bảo để vợ tôi tiếp tục tham gia vở cải lương này không. Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi có vai diễn trong tác phẩm tham dự liên hoan chuyên nghiệp toàn quốc, nên chúng tôi rất lo lắng. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ và nhà giáo ưu tú Diệu Đức đang ngồi trên đống lửa vì hai nghệ sĩ thủ diễn vai chính đều gặp sự cố về sức khỏe. Một số khán giả qua trang mạng cá nhân của nghệ sĩ Vũ Luân và Thanh Tâm biết được thông tin đã vào bệnh viện Nguyễn Trãi thăm hỏi sức khỏe.